Xin chào mọi người nhé, chào mừng mọi người quay trở lại với cả video chia sẻ tiếp theo của mình Đó thì hiện tại trên tay mình đang là chiếc điện thoại Samsung Galaxy A24 nhé mọi người nhé Thì cái điện thoại này nó có hỗ trợ cái tính năng là LFC Nhưng mà khi chúng ta vuốt xuống cái thanh trung tâm điều khiển như này Thì các bạn sẽ không tìm thấy cái ứng dụng là LFC và cái tính năng NFC ở đâu cả Thì ở đây các bạn sẽ kích vào cho mình cái phần là cây bút nhé Rồi các bạn sẽ chọn vào phần là sửa này đó các bạn sẽ tìm đến cho mình cái tính năng và cái ứng dụng NFC đây mình sẽ chọn vào nó nhá lúc này nó sẽ hiện lên bên phần bên trên như này chúng ta sẽ kích vào phần là hoàn tất nhá rồi mình sẽ thoát ra bên ngoài này đó và mình sẽ kéo xuống nhá rồi mình sẽ tìm đến NFC nhá thì nó sẽ hiện ra cái thanh trung tâm điều khiển của chúng ta thì lúc này chúng ta có thể là thực hiện là bật tắt ngay ở trên cái thanh trung tâm điều khiển này để chúng ta đỡ mất công vào cái phần cài đặt của điện thoại nhé mọi người nhá ở đây thì mình sẽ thử bật cho mọi người xem này đó, sau khi mình bật như này rồi, nhưng mà khi mình lấy cái thẻ ngân hàng của mình hoặc là căn cước công dân, mình quét vào thì nó không có một cái thông báo nào cả. Đó. Thì uh, chúng ta rất khó là định hình được là cái vị trí cái LFC này nó nằm ở đâu ở trên cái điện thoại của chúng ta nhé mọi người nhé. Và hôm nay mình hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta có thể là biết được cái vị trí LFC nó nằm ở đâu ở trên cái chiếc điện thoại của các bạn đang dùng nhé. Rồi, thì đầu tiên thì các bạn sẽ vào cái cửa hàng là CH Play cho mình. Các bạn sẽ tìm cho mình cái ứng dụng là LFC Read the Blood nhé. Đây mình sẽ cài đặt cái ứng dụng này về điện thoại này. Ở đây thì mình đã cài đặt sẵn rồi. Thế nên mình sẽ kích vào mở nhé. Rồi đây thì mình sẽ kích vào phần là tiếp tục đến ứng dụng này. Các bạn sẽ chọn cho mình vào cái quét NFC nhé. Rồi lúc này các bạn sẽ đưa thẻ hoặc là căn cước công dân của các bạn vào cái điện thoại của chúng ta. Để chúng ta lia xem nó nằm ở vị trí nào. Đây đây là cái vị trí của cái LFC trên điện thoại của các bạn nhé Đây, đây là vị trí của điện thoại của mình Và lúc này chúng ta sẽ thực hiện là xác thực sinh chắc học ở trên ngân hàng Chúng ta quét cái căn cước công dân của chúng ta Nó sẽ nhanh hơn và đạt kết quả cao hơn Hoặc là xác thực thành công cao hơn nhé mọi người nhé Rồi ok, thì hôm nay mình hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta có thể là biết được Cái vị trí của LFC ở trên cái chiếc điện thoại Samsung Nó nằm ở vị trí nào nhé mọi người nhé thì mọi người xem được cái video của mình chia sẻ thấy hay và ích cho mình một like đăng ký nhé. Và chia sẻ video giúp mình.